Let's play catch. Okay, one. Are you gonna catch it? You gotta stand like this to catch it. Cô chú con giấy mặt đồ nè. One, three. Chuẩn bị là thứ bảy chủ nhật này sẽ có video mở quà, nguyên một đống quà cho nó đó cô chú. Tại vì cái ngày Noel á thì đi xuống Chicago có một đống quà ở Chicago rồi. Nên là cái này mở quà ở nhà. Okay, ready? Cô chú coi chay mặt đồ chú. Look at the ball. Ready? Keep your eye on the ball. Good catch. Đồ quá đẹp luôn, bộ đồ đẹp ghê. Đẹp ê nhá. Ê. Ê ê ê. Ready? Ôi, bộ đồ đẹp ê. One. Ôi, mặc đồ đẹp ê. Two. Three. You weren't looking at. You gotta look at the ball when it comes at you. Nó mặc bộ đồ nhìn giống y như con chó trong hình luôn kìa. Look at the ball. Oh, see? I caught it with one hand because I was looking at the ball. Nhìn thẳng. Ready? Look at the ball. One. Two. Oh yeah, you were looking at the ball. You were just too excited. Cái thùng bự đó là quà của ba anh chay mua tặng cho nó đó cô chú. Okay, ready? Không biết cô chú có đoán được cái thùng bự đó thùng quà gì đúng không? Ready? Ê, tới giờ học chữ rồi chưa? Giờ có học ABC không? Dạ không. Trời. Ready? One, two, three. Look at the ball. Look at the ball. Yeah, I see it. Oh, you missed it. I got it. Ai mua con đó hả? Mẹ. Daddy. À, bảy. Mẹ. Ai mua? Mẹ. Đúng rồi. Job, sao cái gì cũng daddy hết vậy? Ready? Go. One, two, three. Mặc nhìn cái bộ đồ của nó là muốn nhảy liền hả cô chú? Bộ đồ nó y như là bộ đồ để đi diễn, để nhảy vậy đó. I'm okay. Hey, cô chú ơi. Hôm qua không có clip cho cô chú coi. Bữa nay là chay á, mà hôm nay là mẹ với chay phải ở nhà cả ngày nè. Tại vì hả có hàng ship tới, mà hàng này nó quan trọng nên là phải ở nhà chờ. Còn mà không có mình là người ta đem đi nữa. Nên là hôm nay là dù gì là phải ở nhà, nên là chay từ sáng giờ ăn uống xong rồi chay chán. Chay nói mẹ ơi, mẹ con muốn ra ngoài chơi với Tuyết. Nãy giờ chay ơi, con chờ mẹ với con rủ mẹ đi mà sao con chạy vậy? Con bỏ mẹ vậy? Mẹ kêu con mang đôi giày kia. Chắc phải đi mua cho nó đôi giày ớt quá. Chứ còn chơi với Tuyết này mà cái đôi giày này là nó dính vô cái chân hết. Dính vô vớ đồ hết. Hồi nãy mẹ kêu con mang đôi giày nọ con không chịu. Chơi với... Rồi bóc Tuyết đi. Đúng rồi. Bây giờ con có muốn build snowman không? À, con build snowman sao con dồn thành một cái cục bự vậy nè con. Trời ơi, con ngồi lội quần ra luôn kìa. Ướn ăn thì làm gì cũng đi nhiều nơi vậy. Vietnamese. Con không có cần, tại vì con chơi cái này là con không có cần it's not that cold. See. Con nhìn nè, con nhìn mẹ bỏ tay vô túi quần mẹ nè. Con bỏ tay vô túi áo. Ừ, vậy thôi chứ chi đâu. Khóc, con gái mình phải mạnh mẽ lên chứ. Đúng rồi. đi qua nhà kiếm coi Adri có nhà không? Đây. Vietnamese. Open the door tiếng Việt là gì? Mở. Mở gì? Đúng rồi, mở cửa, đúng rồi. Ủa chạy, tại sao không nói chữ mở? Gì con? Thôi, Adri đi học rồi, đâu có nhà đâu con. Hả? À, Adri đi học rồi, mẹ Adri đi làm, không ai ở nhà hết đó con. Cái mặc đồ giống đúng Noel không? Quần đỏ rồi cái áo xanh. Cái áo này cô chú biết mua ở đâu không chú? Cái áo này á, là mua hả, người ta giảm giá có 5 đô rồi cái áo này nè. Mà mua ở bên Cali á, ở trong một cái chỗ mà ở gần cái Lake Tahoe hồi bữa đi á. Rồi xách từ bên Cali xách về là cái áo này nè. Áo rẻ ghê luôn, người ta sale á. Này con. Chơi tuyết thì mình phải chịu lạnh thôi, chứ còn chơi tuyết mà sợ lạnh thì thôi ai chơi. Chơi coi mẹ chọi vô tường nè. Boom.
Hả? Bây giờ con muốn không, không bao bao mi gì, bây giờ mẹ chọi chay nè. Chay chọi mẹ đi. Chay chọi mẹ đi. Trời ơi, dính quần mẹ luôn rồi. Đâu có gì đâu, sorry. Có gì đâu, xin lỗi con. Mình chơi chọi tiết thì mình phải chọi chúng nhau chứ sao con xin lỗi. Trời, Ngọc nói trúng quần mẹ rồi, nó xin lỗi mẹ. Trời ơi, đây nè. Sao nè, chọi mẹ nè. Mẹ chọi chay nè. Chay ơi, chay. Chọi chay nè. Đi lại đây. Lạnh tay luôn á, trời ơi, cứng tay luôn. Đâu có gì đâu lạnh, chỉ có đụng vô tiết mới lạnh thôi chứ mẹ về đây mày thấy không có lạnh nè. Đúng rồi, lạnh là bỏ tay vô túi áo, đúng rồi. Hả? Hôm qua mẹ nói mày dẫn chay đi mua bao tay mà mẹ cũng không có dẫn đi được thấy không? Mà bữa nay là nguyên một ngày mình phải mẹ phải ngồi ở nhà để mẹ chờ đồ rồi. Mà đi lên mạng order thì nó lâu mới tới. Rồi hả, con có khi sai nữa. Rồi con chọi đi, con bóc cục đó lên con chọi. Mà hả, cái gì đó. Trời, có khi không vừa nữa. Mẹ kêu con mang đôi giày kia, con không chịu, con mang đôi giày đó. Con vũ tiết ra coi chay. Trời ơi, mặc cái quần gì baby sát không luôn đó nha. Rồi coi, cho coi bẻ quần baby sát coi. Cái quần baby sát. Cô chú không có cô chú nào có quần như chay đâu nha. Đừng giỡn nha. Chỉ có chay mới được mặc cái quần đó thôi đó. Cô chú mà mặc quần đó là kỳ lắm á nha. Cô đi đâu? Làm sao con? Snow gì? À, con muốn cái bao tay hả? Ok. Trời ơi, con chạy kìa. Con vui không con? Con chơi với Tuyết con vui không con? Trời ơi, lấy cái nón của bà hồi bữa này, ai cho nón tặng như bà Mai Anh phải không? Bà tên là Mai Anh phải không? Mới cho cái nón. Đây nè, đó. Đây. Con mặc kìa, con mặc kìa. Mặc cũng giọng dễ sợ không? Vô rồi, lấy bao tay vô đeo rồi đó. Ủa? Hả? Mẹ ơi, mẹ cầm đi. Đúng rồi. Mẹ cầm một cái, con cầm một cái. Mẹ chọi chay. Con chọi mẹ hả? Ờ, nữa nè. Trời trời trời. Trời chọi chay nè. La 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 nó bu bu nè. Ờ, đây mẹ sửa cái nón lại cho. Rồi, ở đây coi, con chọi mẹ đi. Trời ơi. Mẹ chọi mắm hả? Hả? Chọi mẹ đi. Tới mẹ phải không? Con nói mẹ ơi, tới mẹ. Chọi chay nè. Nữa không? Con nữa. Con nói đi con, nữa. Chờ ghen nè. Ờ, chọi mẹ nè đi con. U, giỏi quá. Chọi mẹ đi con. Chọi mẹ đi. Wow, chọi gì mà xây vòng tròn. Cái nón này mệt quá chạy hả? Thôi giờ mày đi vô lấy nón khác. Vô đây không khác, cái nón này nó còn rộng, nó còn tuột, để vô lấy cái nón mà vừa nhất là nón gấu. Rồi. Đó, cô chú nón gấu này khỏe nè cô chú nè. Ôi trời ơi. Wow, trời ơi, ướt đồ mẹ luôn rồi, hay quá ta. Giỏi dữ ta. Ôi ê á. Ôi trời ơi, giỏi quá. Tới mẹ. Con nói đi, tới mẹ. Bây giờ mày chọi vô mặt chay. Đây. Mày chọi vô mặt chay nha. Đưa cái mặt đây. Trời, xém trúng. Đưa cái mặt đây. Trời ơi. Cái nón này cũng kỳ á cháy.
Trời ơi, trời trúng mẹ luôn. Ủa sao cái nón này kỳ vậy ta? Con chay này nó không có đổi nón được hay sao quá. Kỳ vậy trời. Chay sao? Nằm xuống luôn đi chay, nằm xuống luôn đi chay. Trời ơi, nó nằm chó rồi cô chú ơi. Cô sửa quấu quấu đi con. Quấu quấu làm sao? Sửa quấu quấu làm sao? Ôi trời ơi, nó ăn tuyết luôn kìa cô chú ơi. Ngon không? Ngon không? Dạ mẹ ơi. Ôi trời đất ơi, thôi đừng có ăn. Đừng ăn chay ơi, cái tiếng này nó rơi mấy ngày rồi đó. Chay đi, stop. Stop, ok? You don't like this hat? Yeah. Ok, đây nè, đây chay, bước xuống đây nè chay. Bước xuống đây nè chay. Ok. Mẹ nghĩ ở đây là đông đá rồi chay. Thì mẹ thử xuống trước đã. Đúng rồi, ở đây đông rồi nè chay nè. Mấy con chó nó ra bước ra đây rồi nè, chay xuống đi. Từ từ thôi. Nó cũng chưa có đông nhiều quá, nó mới đông sơ sơ thôi á. Nè, còn ngoài đây là hơi đông đông rồi nè. Không, nhưng mà trong đây thì nó cạn nên là không sao. Bước vô, xích vô. Đi xa ra ngoài đó ra kia nó đông mẹ. Đó, thấy chưa? Chay con ngồi lên cái đá nè. Chay con ngồi lên cái đá này nè chay, cái mẹ chụp cho con tấm hình đẹp lắm chay. Ngồi lên đi con. Ui giời. Hả? Chay con ngồi xuống đi, con ngồi xuống này mày chụp tấm hình đẹp coi. Đi xích vô con. Ở đây ở đâu mà có cái cây này cắm đây ta? Cây này nguy hiểm dữ ta. Cây này nguy hiểm nè chay nè. Tuyết nhiều mà đi không thấy đường là dập mặt nè. Hello. Thưa ông nói giờ này đi tập thể dục mà con mặc cái đồ kìa, mặc cái quần kìa. Trời ơi, yên như chuyện dẫn chơi. Mẹ ơi, mẹ đi con. Ủa cái cây á con. Wow. Nè, nó đông ra tới đây luôn nè, nên không sao nè. Đi ra tới đó không sao, nhưng mà ra kia tới ướt ngàn, ra tới kia là ướt đó. Con ơi, mẹ ơi, đông đá rồi. Ai là người làm cho cái này đông đá vậy? Ai làm cho cái này đông đá vậy con? Who freeze this? À, cái này dưới đây là cát nè con. Ai làm cái này đông đá à ta? Chay, ai làm cái này đông đá chay? Phải Elsa làm đông đá không ta? Phải không? Đúng rồi, đúng như Frozen 2 vậy đó, đúng rồi. Nói tiếng Việt. Ồ chay, con nhìn ở dưới coi có con cá nào dưới không chay? Có cá không nhào xuống bắt. Hả? Nhảy xuống đi chay. Nhảy đi. Nhảy tắm mát lắm. Dạ không hả? Đây mày coi đây có đông đá chưa? Wow. Thôi con đừng có động, đừng có động. Đụng mất công ha. Không, để mày thử lấy cái chân của mẹ nha, mày đặt. Oh my goodness. Trời ơi, mặt cái này dài. Cái dài này của Ngọc là do dài không có thấm nước á các bạn. Trời ơi, thấy chưa? Con thấy chưa? Oh my god, phải không con? Yeah. Nó ý là nó cái nước không có chảy. Coi nè, cái chân vừa bỏ xuống nè. Wow. Không, mẹ làm được nha, con làm không được nha. Wow. Bởi vì các bạn thấy không, ở dưới đây nó cạn lắm. Nó rất là cạn. Nhưng mà do chưa đông đá nhiều nên là mai mốt mà ra tới ngoài đây cũng vẫn còn cạn. Nên là khi mà tháng 1, tháng 2 rồi nó rất là, coi cái tai ngọc đỏ nè. Nó rất là hả,
đông đá á, nên là đi ra ngoài là bơi không có không phải bơi mà chơi tí không có sao hết á. Bây giờ là mới có tháng 12 nên là chưa được, phải đợi tháng 1, tháng 2. Chảy nước mũi rồi nè. Còn ở trên đây á, trên đây là cát không nè, thấy không? Đây là cát không mà nên là không có lo. Trời ơi, chạy con mấy con chim nó đứng ở trên đó kìa. Các bạn con mấy con chim đứng kìa. Trời ơi, nó xếp hàng đứng làm gì trời trời. Con làm gì chạy? Nay là không có đi đâu cả ngày mới có thời gian để quay clip cho chay dài dài bụi bụi đắp đồ đắp cho cô chú. Chứ còn mấy ngày bận bận á. À, cái đó là mình qua nhà người ta rồi, thôi đi về. Cái này mình qua nhà người khác rồi. Hả? Nói tiếng gì coi? Level 4. Level 4 là cái gì? Con muốn nhảy xuống vô con bơi không? Rồi, 1, 2, 3 nhảy. Con sợ hả? Con nói mẹ ơi, con sợ. Let's go back home. Đi về nhà mẹ ơi. Đúng rồi. Hả? Ủa, nó nói I have an idea. Nó nói... Yeah, sen đó con. Nó còn có cái ý kiến này nè. Ý kiến gì? Ý kiến gì? Trời ơi, oh my god rồi nữa. Oh my god. Look at her. Cái gì con? Cái gì coming for con? Tuyết à, ở dưới đây là cát nè. Con nhớ hồi đó mùa hè con chơi với cát không? Đó, cát đó đó. Hả? Don't. You gotta put the trees in there. Nói tiếng Việt mệt quá. Mẹ ơi đi về. Mẹ ơi đi về. Đi về. Đi về. Cát. Ôi giời. Con thấy dơ không con? Con nói dơ quá mẹ ơi. Lạnh đó con. Rồi có cái quần đó kìa. Có cái chân lạnh không? Dạ không. Ai đi vô mặc cái bộ đồ mua Costco không? Dạ. Cái bộ đồ mua Costco chơi chơi mới đúng á. Quên nữa, mẹ quên cái bộ đồ đó nữa. Elsa 2 đúng rồi. Rồi con hát đi, con hát đi. Đồng lệch cái gì đó, let it go. Ok, sao nó nói ok, đừng có để té nha chưa. Nó nói vậy đó. Con hát là đi go đi con. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let... Ê, cái đó chọi đau, cái đó chọi đau á. Cái đó là đá rồi, chọi đau. Còn mấy cái tuyết thì chọi nó không có đau, hiểu không? Thôi bây giờ mày đi vô nha, cái lỗ tai mẹ lạnh này nè. Rồi con lạnh phải không? Thôi đi vô con ơi. Ủa, khoan, để mày lại mày lấy cái nón của chay nữa, cái nón của chay mày để ăn kia kìa.